Hơn 10 giờ đồng hồ sau vụ sạt lở sập tường làm ba trẻ em thiệt mạng tại thôn 6 xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, nhiều người dân sinh sống xung quanh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà T là chủ mảnh đất bị sạt lở sang nhà hàng xóm cho biết, trước đây toàn bộ khu dân cư là một quả đồi, trong đó nhà bà là đình đồi. Khoảng 10 năm trở lại đây, các gia đình xung quanh múc đất hạ đồi để xây dựng nhà cửa, còn cốt nền của nhà bà vẫn giữ nguyên. Bà Tê nói, độ cao của cốt nền ở nhà tôi so với nhà hàng xóm liền kề trên khoảng 4 mét, được ngăn cách với nhau bằng một bức tường dài 10cm. Cũng theo bà Tê, thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa rất lớn, bà chưa từng chứng kiến cơn mưa nào lớn đến như vậy xảy ra trên địa bàn. Bà Tê kể lại, khoảng 22h30, tôi thấy rất đông người ở bên ngoài cửa. Bèn ra xem và phát hiện sự việc, thời điểm đó tôi rụng rời hết cả chân tay, bản thân không tưởng tượng được đất đồi chắc như vậy lại sạt lở. Bà Tê cũng cho rằng một phần nguyên nhân của sự việc do mưa lớn và máng hứng nước của mái tôn nhà ông TVV bị thủng, toàn bộ nước rội xuống bờ tường, làm đất và tường bị xô. Ở đối diện hiện trường, chị Đoàn Thị Hương vẫn chưa hết băng hoàng kể lại. Sau tiếng đổ sập, hàng xóm xung quanh chi hô nhau cứu người. Chị Hương cho biết, lúc đó mẹ tôi đi đập cửa từng nhà để cùng nhau cứu các nạn nhân. Mọi người dùng sẻng xà beng để đào bới tường bùn đất đưa nạn nhân ra ngoài. Cũng theo chị Hương, thời điểm đó mưa to nhưng mọi người rất tích cực để cứu giúp nạn nhân. Bà Nguyễn Thị Quế sinh sống cách hiện trường vụ việc khoảng 15 m cũng là người trực tiếp cứu giúp các nạn nhân cho biết bản thân rất xót xa khi người bị nạn là các cháu bé từ 2 đến 5 tuổi. Bà Quế chia sẻ, khu vui chơi này được chú vây mở cách đây khoảng 2 năm, bình thường có rất nhiều trẻ em đến. Vì tối qua trời có mưa lớn và kéo dài nên khu vui chơi vắng vẻ hơn mọi ngày, không thì hậu quả còn đau xót hơn nữa. Kể về hoàn cảnh của ông TVV, bà Quế cho biết gia đình nhà ông V có hai người con, một cháu 5 tuổi và một khoảng 3 tuổi. Gia đình nhà ông V có hoàn cảnh khó khăn sau khi bán ô tô taxi thì mở khu vui chơi này để kiếm kế sinh nhai. Trước đó khoảng 22 giờ 15 phút ngày 12 tháng 5, Công an xã Ba Trại huyện Ba Vì báo tin nhanh về vụ sạt lở đất tại nhà ông TVV ở thôn 6 xã Ba Trại huyện Ba Vì Hà Nội. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Ba Vì đã điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thị xã Sơn Tây, trung tâm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường. Tại hiện trường, một bức tường dài khoảng 20m, cao gần 4m bị đổ sập, khối lượng đất đá lớn sạt lở đã vùi lấp khu vui chơi trẻ em trong nhà ông TVV. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các lực lượng khác nhanh chóng triển khai tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân. Tuy nhiên do khối lượng đất đá nhiều kèm với mưa to khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ba trẻ em gồm các cháu LTT, LKN và TTAZ. Người dân cũng đã kịp thời cứu một cháu bé bị thương chưa rõ danh tính. Đến khoảng 2 giờ ngày 13 tháng 5, việc tìm kiếm kết thúc liên quan đến vụ sạt lở đất vào khu vui chơi làm ba trẻ em tử vong, Ủy ban Nhân dân xã Ba Chạy đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Ba Chạy nhận được tin báo trên địa bàn đã xảy ra sạt xả lở nhà dân do mưa lớn. Xảy ra tại nhà ông TVA ở thôn 6 xã Ba Chạy, Ủy ban Nhân dân xã đã cử cán bộ xuống tiếp cận hiện trường. Qua nắm bắt thông tin được biết, có ba cháu nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá tường nhà đổ vùi lấp. Ngay lập tức, Ủy ban Nhân dân xã đã huy động lực lượng phương tiện tại chỗ, thực hiện cứu hộ cứu nạn, đồng thời báo cáo lên cấp trên. Đến khoảng 22 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai cháu là LTT sinh năm 2021 và LKN sinh năm 2021 cùng chú tại thôn Cầm An, xã Cầm Lĩnh, huyện Ba Vì ra khỏi hiện trường. Đến khoảng 23 giờ 20 phút, lực lượng cứu hộ đưa được cháu TTAZ sinh năm 2019 ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cả ba cháu đều đã tử vong. Theo Ủy ban Nhân dân xã Ba Chạy, nguyên nhân ban đầu được xác định là trên địa bàn xã Ba Chạy có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà ông TVA, không có rãnh thoát nước, phía ta ly dương, từ đó dẫn đến việc tường nhà đổ vào phía trong, gây tử vong cho các nạn nhân. Như Tiền Phong đã thông tin, tối ngày 12 tháng 5, tại khu vui chơi tại thôn 6 xã Ba Chạy đã xảy ra vụ sạt lở đất. Thời điểm đó có bốn cháu nhỏ tại khu vui chơi phát hiện vụ việc người dân đã báo chính quyền địa phương để thực hiện cứu nạn cứu hộ tuy nhiên ba trẻ đã tử vong một trẻ được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ba vì đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn đồng thời tổ chức thăm hỏi chia sẻ với các gia đình nạn nhân dù đã nửa ngày trôi qua, vụ sập tường khiến ba cháu nhỏ tử vong ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, nhưng ông Đoàn Văn Bông cùng hàng trăm người dân thôn 6 vẫn chưa hết bàng hoàng. Đưa ánh mắt nhìn về khu vực bức tường sạt lở đã vùi lấp ba đứa trẻ trong gang tấc, người đàn ông 70 tuổi run run. Khoảng 21 giờ 30 phút tối, lúc đó cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng rầm. Tường bà nhà không đóng cửa trên tầng, đột nhiên thấy con gái tôi chạy sang hô hoán, cấp cứu có người thiệt mạng, ngay lập tức, cả nhà tôi cùng nhau chạy đi, hô hào hàng xóm đến ứng cứu. Lúc đó trời mưa như chút nước, mọi người đến cầm cuốc sẻng rồi cố gắng đào bới cứu các cháu. Đến khoảng 22 giờ thì cứu được các cháu ra, nhưng đã tử vong cả. Lúc đó vợ tôi chạy vội đi lấy bình nước để tắm rửa cho các cháu. Theo ông Bùng, ba cháu bé tử vong có hai cháu chú tại xã Cẩm Lĩnh, cháu còn lại là con ruột của chủ khu vui chơi. Ngoài ba cháu nhỏ tử vong, còn có một cháu bé cũng bị thương người đàn ông thở dài xót xa kinh hoàng đau xót quá lịch sử ở ba trại này chưa từng có vụ việc xót xa như thế bao giờ khi đưa các cháu lên mọi người lấy nước tắm rửa cho các cháu mà ai cũng chảy nước mắt bà con cả làng ai cũng một chân một tay cố gắng đào bới nhanh để mong cứu được đứa nào hay đứa ấy nhưng cuối cùng các cháu đều không qua khỏi là một trong những người tham gia quá trình đào bới để cứu ba cháu bé, anh Đinh Công Trường là người dân thôn 6 chia sẻ. Cả nhà tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gọi, tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ kịp bật dậy cầm cuốc xẻng chạy ra. Lúc ra đến thì không còn gì ngoài đống đổ nát. Những người đàn ông lao vào cùng chính quyền cố gắng đào bới để tìm các cháu. Theo anh Trường, khu vui chơi này hoạt động năm nay là năm thứ hai do anh Trần Văn Việt là người dân xã Thuần Mỹ, huyện Ba Trại đến đây thuê lại của chủ nhà để xây dựng khu vui chơi. Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc trên, anh Trường cho hay bờ tường được xây sát với vách đất nhà bên cạnh, khoảng trống thậm chí không đủ lọt một người đi qua. Tối qua do mưa lớn, máng nước mưa chảy từ mái xuống, dội thẳng vào tường, lại không có chỗ thoát nước nên khiến bức tường đổ sập và xảy ra sự việc đau lòng trên. Người đàn ông này nói thêm rằng nước ngấm vào tường, sau đó tường đổ rồi đất mới chảy xuống, chứ không phải là sạt lờ đất làm đổ tường. Trước đó như đã đưa tin, hồi 23 giờ ngày 12 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin có vụ sập tường trên địa bàn xã Ba Trại, huyện Ba Vì, ba cháu bé bị vùi lấp. Trung tâm thông tin chỉ huy sau đó đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Ba Vì và đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6, phòng PC07 công an thành phố Hà Nội xuống hiện trường. Vụ việc được xác định xảy ra tại thôn 6, xã Ba Trại. Lực lượng chức năng và nhân dân đã tổ chức tìm kiếm và tìm được ba thi thể của ba cháu bé, gồm hai cháu sinh năm 2021 và một cháu sinh năm 2019. Đến khoảng 2 giờ 15 phút ngày 13 tháng 5, việc tìm kiếm kết thúc, không phát hiện thêm nạn nhân nào. Hiện cơ quan điều tra đã lập hồ sơ và bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Sáng ngày 13 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết, trên địa bàn xã Ba Trại, huyện Ba Vì vừa xảy ra vụ sạt lở đất tại một khu vui chơi trẻ em làm ba trẻ tử vong. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu vui chơi trẻ em thuộc thôn 6 xã Ba Trại, lúc 22 giờ ngày 12 tháng 5. Do mưa lớn kéo dài, đất tường bao đã bị sạt vào khu vui chơi. Thời điểm xảy đất sạt lở có bốn trẻ em đang vui chơi. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ xuyên đêm. Tuy nhiên, ba trẻ đã tử vong. Hiện thi thể các bé đã được đưa về gia đình lo mai táng. Một trẻ còn lại đã được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay trong đêm, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ba vì đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn đồng thời ủy ban nhân dân huyện cũng tổ chức đến thăm hỏi chia sẻ với gia đình các nạn nhân